Con Godzilla to này các bạn, siêu to khổng lồ luôn đấy. Các bạn thấy không? Nó đang thì lấy hơi để nó phun tia plasma vào cái con khủng long chứ, siêu to khổng lồ đấy. Các bạn ơi, cái con zombie kia, con zombie khổng lồ, nó đang thì đứng bên cạnh một cái bông hoa kỳ lạ chưa? Cái bông hoa này á, nó biết thè lưỡi ra kìa. Ui các bạn nhìn thấy chưa, nó còn biết nhảy múa nữa cơ, làm cho con zombie ngạc nhiên. Có một cái con khủng long á các bạn, có khủng long gì mà lạ thế các bạn thấy không? Ui cái màu của nó kìa, có gai lưng nữa kìa. Nó đang chạy đi đâu đấy? Một con khủng long khác to lắm các bạn ơi. Nó đang thì đứng ở chỗ đây này, nó đang thì đối đầu với cái con quái vật đầu bóng đèn này các bạn. Các bạn thấy con quái vật đầu bóng đèn này, nhìn nó trông kìa, nhìn nó gầy gò ốm yếu quá, là nó đang thì múa võ trước mặt con khủng long các bạn ơi. Các bạn thấy không, nó định đánh con khủng long mà nó sợ ấy. Con gì đây? À đây là con Hugi, con Hugi màu xanh dương ấy các bạn. Nó đang thì đi đâu ấy, nó đi chậm chậm từng bước. Ui theo sau nó là một cái con khủng long rồi các bạn, một cái con khủng long cổ dài đang đi theo con Hugi kìa. Hai con này đang dẫn nhau ra đi chơi ở đâu đây các bạn ơi? Con khủng long này mê chơi quá. Đằng kia là con gì vậy? Ui nó siêu to khổng lồ các bạn ơi, nhìn sợ quá. Màu đỏ nữa. Hôm nay là con Godzilla rồi. Con Godzilla đang thì la hét kìa các bạn ơi. Các bạn có siêu to khổng lồ không? Các bạn nhìn nó có cao không? Đây có một con Godzilla khác ấy các bạn. Con Godzilla này nè, màu tím á, nó đang thì đối đầu với cái con khủng long này nè. Hai con này không có con này chịu nhường đường cho nhau hết á. Xong hồi hai con đứng ở đây để đối đầu với nhau này. Con nào cũng ghê các bạn ơi. Con khủng long nó đang thì hả họng, nó cạp cạp ơi. Nó muốn tấn công con Godzilla lắm, mà chắc nó sợ sao á. Con Godzilla to này các bạn, siêu to khổng lồ luôn đấy. Các bạn thấy không? Nó đang thì lấy hơi để nó phun tia plasma vào cái con khủng long chứ, siêu to khổng lồ đấy. Các bạn thấy không? Con khủng long này nó cái tia plasma phun vào nó như kiểu là nó kêu các bạn, nó cứ đứng im kìa. Còn con khủng long này thì thấy không có đánh lại được con Godzilla nên là nó nhường đường cho con Godzilla nó đi đường khác để đi chỗ khác đây này các bạn.